Này, thì cái phần tay vịn này như nào thì mọi người sẽ chọn vào cái phần này, đầu linh hai edit thoại, thì mọi người sẽ nhìn đây nó có phần mục là mục top rail. Mọi người nhìn mục top rail đây không, nó có tay vịn hay không này. Này, nếu mà không có này nó sẽ mất này, còn đây là dùng này, thấy không, mọi người nhìn thấy cái tay vịn này không, này hình elip này này. Còn nếu chúng ta căn cho Z về ban đầu đây. Này. Nếu bạn chọn đây thì trong các cái thanh này nó cũng là các cái thanh mà 1000 này. Đấy nhá, Bluster của nó là 1000 này. Top top này, nó đến thanh top rail này, nó đến thanh trên cùng này. Đấy. Thì cái thanh trên cùng này nó chính là cái thanh này. Thoại này. Mọi người thấy đây không? Thanh trên cùng. Nó đang cao 1000, chúng ta có thể edit file này. Thế lại ra một cái bảng nữa. Được nha. Và các bạn sẽ thấy là mỗi bảng như thế này nó lại rất nhiều thông tin. Thì bây giờ tôi chỉ cần làm là duplicate cái như này đi. Các bạn chọn tôi đây là top rail. Top rail 1 chẳng hạn. Ok. Thì các bạn chỉ cần để ý tôi đây là cái profile này. Profile là tiết diện mặt cắt nó ấy. Chúng ta sẽ tạo ra một cái profile. New family này. Ta chọn một profile, metric profile này. Ta vẽ một cái gì? Cái tay vịn cho nó. Rồi vẽ tay vịn như nào bây giờ? Hả? Em muốn tay vịn cong không nhỉ? Tay vịn càng cong càng thích. Đúng không? Càng stress ạ. New đây. Top rail. Một. Tiếp. Lốt đi từ project. Vào dự án. Và nhìn 3D đi. Chọn đây. Editor. Mọi người sẽ vào top rail 1 đây. Mọi người thay thế cho tôi cái này bằng gì? Top rail 1. Ok. Mọi người sẽ thấy đây không? Được nha. Và cái thanh top rail này nó cũng có thể là đua ra ngắn vào, vì đôi khi là cái lan can nó chỉ đến đây thôi, còn cái tay vịn nó phải cắm vào tường, nó thừa ra một đoạn thì nó sẽ có chọn này edit. Thì trong cái top rail này nó sẽ có đây là extend này này. Các bạn muốn extend tới tường, bắn tới tường, hay các bạn muốn extend xuống dưới sàn, hay các bạn extend với cái thanh port này, thì ví dụ như với tường này 200 bao nhiêu thì nó bắn tới tường ấy, người hiểu ý tôi không nhỉ? Còn nếu ta chọn cái sàn thì nó sẽ gập xuống dưới sàn như này này, gập xuống sàn như này này, người hiểu ý tôi không nhỉ? Rồi gập xuống sàn. Nếu các bạn nếu muốn làm cái post này thì chọn là post này. Còn đây nó đang là default join, nếu mà chọn là meter, chúng ta chọn là finesse thì nó sẽ là chọn đây ví dụ như 1000 này, 100 này. Đấy, finesse thì nó sẽ cong như này này. Mình hiểu ý tôi nhỉ? Còn bình thường các bạn để là none không. Đây, chọn đây meter. Ok, về ban đầu. Thấy chưa? Thì đây là cái thanh tay vị là thanh top rail. Còn bây giờ nó có một cái thanh nữa là thanh gì? Thanh hand rail. Các bạn hiểu không? Còn khi mà các bạn vẽ, ví dụ như các bạn muốn vẽ ở bên trên cái phần tường này, các bạn thấy đấy không? Ví dụ như này, các bạn thể edit try này, duplicate, các bạn chọn RL4 chẳng hạn. Đấy nhá. Các bạn muốn cao cái này chỉ là 200 thôi. Ok. Các bạn chọn đây, top rail này cao 200 này. Đấy nhá. Cao 200. Bây giờ các thanh hand rail này thì sao? Xóa bớt đi gì nữa. Đấy nhá. Bay màu. Đấy, thì nó sẽ chỉ còn lại thanh thanh đứng vào thanh này thôi. Cái này hôm trước anh Quân anh hỏi ấy. Đúng không? Em muốn là chỉ có mỗi thanh này thôi đúng không? Và nó cắm xuống như này này. Nó sát với cả cái tường mình đi ấy. Đấy, thì mình sẽ đặt vật liệu được từng cái được.
cái khoảng space này mình theo ý mình mong muốn được. Mình hiểu với tôi không nhỉ? Cái này nó giống như cái ngay cái sảnh pha phim này này, ngay phẳng lên cái tòa nhà mình như này, đúng không? Đấy. Thì tiếp tục đây, chọn đây, Editor, kéo xuống dưới nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ Handrail. Handrail thì nó sẽ có Handrail 1, Handrail 2, thì các bạn chọn vào dưới cùng này, Thoại này, kích vào đây. Thì nó sẽ ra một loại Handrail đây, ok. Thì các bạn sẽ chọn ở đây, bên trên là cái Position. Chúng ta chọn đây là Left, là cái Handrail nó ở bên tay, tay trái. Right, nó ở bên tay phải. Left and right, đó là ở hai bên. Ở hai bên giống như kiểu là mình đi hai chiều ấy. Và bây giờ tôi chọn lên một cái thôi, bên phải nhá. Nè. Ok. Mọi người thấy đâu? Thì tất cả cái này trong cái handrail này thì nó lại có một cái family, là family liên kết từ cái này đối với cả thanh bluster. Thì chọn đây. Thì để module này nó chính xác thì bạn phải chọn vào cái handrail này. Các bạn sẽ nhìn đây nó có khoảng space đây, ví dụ như 1000. Đây. Cái này cũng 1000 và cái này cũng 1000, thì dẫn đến cái việc là sao? Nó sẽ trùng cái bluster này với cả cái thanh liên kết này. Và cái thanh liên kết này nó cũng là một family và nó có thể thay thế được. Nó chính là cái family ở đây này. Đây này. Các bạn để none thì nó sẽ không có. Còn nếu các bạn để đây thì đây là một cái family thôi, mình load vào thôi. Còn đây là fixed spacing. Đấy. Ở đây tôi căn từ center ra. Ok, không sao. Đó. Thì cái thanh tay vịn này, thanh handrail này, nó có thể cao thấp. Thường cái thanh handrail này cao bao nhiêu? Tùy. Ví dụ như trong nhà trẻ thì nó sẽ phải là 600, đúng không? Ví dụ như, nhưng mà trong bệnh viện thì handrail thì nó sẽ rơi là 900, đúng không? Để mà người bệnh nhân người ta đi xung quanh hành lang này này, tường này này. Đấy thì tùy. Ví dụ như các bạn cao bao nhiêu, 900 hay 600 này thì các bạn thấy nhá, 900. Ok, thì tất cả các thanh này nó đều có profile, các bạn có thể thay thế cái thanh này là thanh top rail được này. Này nó giống nhau này, còn cái profile như nào các bạn mong muốn đấy, các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy, default thì nó sẽ là thanh vuông, còn đây là hình ellipse này. Đấy. Ok, người thấy không? Thì các cái thanh handrail này ở trong bệnh viện ấy thì nó sẽ có cái xẻ dạy vào trong. Thì ví dụ như thanh handrail ở thang thì như này chẳng hạn, mình không muốn dùng top rail thì mình bỏ top rail đi này. Đấy. Mình không muốn bỏ dùng cái này thì mình chọn đây là none này. Đấy. Ok, mình không muốn dùng cái này này. Ừ. Đây. Thế còn lại là cái gì đó, một mình một cái thanh handrail này, nguy hiểm ý tôi nhỉ? Thì nó có thể đi sát vào tường này này, tùy. Anh hiểu ý tôi không nhỉ? Còn là tháng, tùy. Đấy. Thanh này nó đang nhá, đang ở bên này. Thanh bên trái, thanh bên phải. Nguy hiểm ý tôi không nhỉ? Đấy. Thì nó bắt ngược lại mà. Thì cái này thì mình sẽ phải chỉnh ở bên trái bên phải đó. Đấy, nó sẽ lật ra nhỉ. Đấy. Cái thang này mình xây vào tường hay nhà thì nó sẽ bắt vào tường thôi mà. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ?